Từ nửa cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dịch sốt xuất huyết ở hai thôn Bình Trung và Bình Tân với hàng chục ca mắc. Chỉ tính từ giữa tháng 9 đến nay, khoa nội nhi trung tâm y tế huyện Trà Bồng đã tiếp nhận và điều trị cho 67 bệnh nhân sốt xuất huyết. Có 2 trường hợp nặng phải chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Huyện Trà Bồng khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, tuyệt đối không được chủ quan với dịch sốt xuất huyết. Trung tâm y tế huyện Trà Bồng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở xã Trà Bình và xác định nơi phát sinh mầm bệnh là tại khu vực chợ Trà Bình. Đây cũng là nơi có nhiều ca bệnh được ghi nhận, cá biệt có gia đình cả nhà mắc bệnh sốt xuất huyết.